Xin được kính chào quý anh chị và các bạn. Thì nếu như anh chị em nào mà đang mong muốn tìm kiếm một cái mẫu xe gầm cao 7 chỗ, số tự động, đặc biệt hơn nữa là thương hiệu của Toyota, thì có lẽ đây là quý chị, đây là một mẫu xe mà anh chị em đang cần. Toyota Fortuner rất nổi tiếng tại thị trường Việt Nam, rất là yêu mến tại thị trường Việt Nam, và có những doanh số hàng tháng trung bình từ 1.000 đến 2.500 xe trong một tháng. Xe đang được chào bán tại showroom chúng tôi 89 Trần Thái Tông, Huyện Nhà Đô Tô. Các bạn có thể nhìn thấy đây, xung quanh xe các bạn nhé, rất đẹp. Hai 15 phòng mới các bạn nhé. Xe còn rất là đẹp trên thị trường Việt Nam hiện tại. Đây, chị em có thể nhìn thấy đây, keo chỉ đây các bạn nhìn đây, keo chỉ các bạn nhé, rất đẹp đúng không? Toyota Fortuner. Anh chị em có nhìn thấy rõ không ạ? Khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy, thì các bạn sẽ phải quan tâm đến nhiều yếu tố, trong đó là xe có bị tai nạn hay không, ngập nước hay chưa, tháo vỏ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo hay không. Thì đấy là những yếu tố rất là quan trọng các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy cái chất liệu ghế này. Anh Chiến lại cho luộc cái gì đây? Chất liệu ghế nhá, còn rất mới nhá. Phải lấy áo rồi anh ạ. Chất liệu ghế rất mới. Mới lắm, không chịu được. Đây các bạn nhìn thấy. Fortuner máy xăng, một cầu số tự động nhá. Cái một cầu này thì có ưu điểm mà chạy trong thành phố, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Xe được trang bị đầu DVD camera lùi các bạn nhá. Đầu DVD camera lùi. Nhìn chung thì Fortuner thì nó cũng chơi cái trang bị khá là đơn giản, nó không được giống như kiểu là Santa Fe. Tuy nhiên thì cái khả năng bền bỉ, rồi tiết kiệm nhiên liệu, cũng như là cái chi phí vận hành rất là thấp. Đặc biệt hơn nữa là cái dòng xe này nó có giá trị thương hiệu khá là cao hơn hẳn so với những cái dòng xe Santa Fe. Đây các bạn nhìn này, khá đẹp đúng không ạ? Lần đầu rồi, còn nguyên bản nhé các bạn nhé. Anh chị em thân mến, thì cái dòng xe này chúng tôi đang chào bán với cái mức giá nó khoảng tầm 645 triệu và giá vẫn còn thương lượng một chút. Nếu như quý anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu những dòng xe đã qua sử dụng thì hãy vui lòng bấm like, subscribe kênh. Chúng tôi sẽ tặng cho anh chị mỗi người một cái phiếu giảm giá trị giá từ 5 đến 15 triệu đồng vào ngay trong tài khoản của chị các bạn. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Hiện tại chúng tôi đang có chính sách hỗ trợ trả góp khoảng tầm 5 năm tương đương với lại 5 năm tương đương với 70%, và chỉ cần chuẩn bị khoảng tầm 150 200 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.